Thời gian này tạm thời tôi không lên nhà hàng vì sức khỏe của tôi đã yếu đi rất là nhiều. Tôi cần cô thay mặt tôi trực tiếp quản lý và điều phối hoạt động nhà hàng này cùng với thằng Tuấn. Ông An đang bị bệnh, thằng Quang chỉ là nhân viên phục vụ, còn thằng Tuấn chỉ là bù nhìn. Ông An lại giao cho mình toàn quyền điều phối cái nhà hàng này. Và bây giờ mình sẽ triệt tiêu toàn bộ những kẻ đứng về phía thằng Quang. Sẽ không còn ai cản đường đi của mình nữa. Cho tôi kiểm tra hàng đi, rồi đem vô kho. Cậu Quang. Dạ. Tôi đã nhắc cậu bao nhiêu lần về vị trí của cậu trong cái nhà hàng này rồi. Cậu còn tư cách để kiểm tra thực phẩm hay sao? Sao cậu cố chấp vậy? Trời ơi là trời, tại sao cậu tìm đủ mọi lý do để mà đuổi tôi ra khỏi cái nhà hàng này vậy? Nếu cậu không thích tôi thì thôi, cậu cứ nói với ba cậu đi cho tôi nghỉ việc là xong mà. Tại sao vậy? Cậu thử nghĩ coi, con bé Ngọc nó sẽ sống như thế nào khi mẹ nó mang tiếng xấu trong cái nhà hàng này chứ? Cô Vân, con rất là tôn trọng cô, nhưng mà cô càng lúc càng quá đáng. Cậu nói cái gì vậy? Anh hai. Cậu Tuấn, trời ơi sao tôi khổ quá, tôi không biết phải làm sao nữa. Cậu Quang á, cứ làm khó tôi đủ điều. Chẳng lẽ bây giờ chỉ vì con bé Ngọc nó thích cậu mà cậu Quang lại đối xử tôi như vậy hay sao hả cậu Tuấn? Cô Vân à, nãy giờ con có nói gì làm cho cô buồn, con xin lỗi cô. Tất cả mọi chuyện ở đây từ nay về sau nhờ cô lo liệu. Con sẽ trở về đúng vị trí của mình, làm nhân viên phục vụ. Đem hàng vô kho đi. Cậu Tuấn nè, theo tôi á, cậu nên đổi hết đám nhân viên cũ trong cái nhà hàng này đi. Bởi vì họ đang đứng về phía phe cậu Quang. Họ nghe lời cậu Quang, làm việc theo cậu Quang, rồi ăn bổng lộc từ cậu Quang. Cho nên á, họ sẽ tìm mọi cách để chống đối cậu. Cậu giữ họ lại sẽ không tốt cho cậu đâu. Con biết rồi, cảm ơn cô. Những cô cậu được tiếp tục giữ lại nhà hàng làm việc từ hôm nay. Thứ nhất, phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Thứ hai, là hàng tháng phải chia lại 10% tiền lương cho tôi. Chúng tôi nghe lời sếp, chúng tôi đồng ý, nhưng tại sao lại chia 10%? Yên tâm đi, tôi sẽ nâng lương lên cho các cậu mà. Các cậu có vẻ thiệt thòi đâu mà sợ. Mấy anh chị đừng có lo, làm việc với cô Vân sòng phẳng lắm. Chỉ cần làm được việc và nghe lời là có lợi không à? Tôi làm với cô Vân nhiều rồi nên tôi biết. Thôi được rồi, mọi người tạm thời ra ngoài đi. Tôi nói chuyện với cậu này một chút. Nè, kể từ ngày hôm nay, tất cả những thực phẩm chất lượng được thay thế bằng hàng chợ giá rẻ. Không cần phải xen kẽ hàng chất lượng và hàng kém chất lượng như mọi khi nữa, rõ chưa? Dạ, nếu anh Quang kiểm tra thì sao cô? Cậu Quang không còn quyền hành gì nữa. Chuyện hôm trước cậu quên rồi hả? Đi làm đi. Cô Vân. Cô Vân ơi, con xin cô đừng có đuổi con, cho con ở lại nhà hàng làm việc nha cô. Ủa, sao ăn mặc gì kỳ vậy? Còn đứng đây tụm năm tụm ba nói chuyện nữa. Lo dọn dẹp nhà hàng rồi còn đi tiếp khách nữa chứ. Dạ dạ. Tôi nói rõ vậy cậu không nghe gì sao mà còn đứng đây hả? Nè, hồi trước á, cậu là cấp trên của tôi, nhưng bây giờ tôi là cấp trên của cậu đó nha. Làm sao? Ý là con của ông chủ, rồi muốn coi thường ai thì coi thường hả? Cô nói xong chưa? Xong rồi đó, đi làm đi. Đây là toàn bộ hóa đơn và giấy tờ kê sai giá, sai số lượng. Ngoài ra cô còn làm hóa đơn giả của công ty cung cấp thực phẩm cho nhà hàng, trong khi tất cả những thực phẩm đó không rõ nguồn gốc xuất xứ, đều là hàng kém chất lượng. Cậu. Còn nữa, cô nghe đi. Tôi sẽ giữ cô lại, nhưng với một điều kiện. Mỗi tháng cô có đồng ý trích 10% lương cho tôi hay không? Dạ, con đồng ý. Con đồng ý điều kiện của cô.
Cô nên nhớ, chuyện này không được hé lộ ra cho bất cứ ai. Nếu như một người nào biết, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Tại sao cậu lại có đoạn ghi âm này? Chẳng lẽ cô Lan... Đúng, cô Lan là do con nhờ đó. Con làm việc với cô Lan bao nhiêu năm nay rồi. Cô nghĩ chỉ vài ba đồng bạc lẻ của cô mà có thể mua chuộc được cô Lan hả? Bao nhiêu đây bằng chứng cũng không có làm gì được tôi đâu. Nếu bao nhiêu đây vẫn không đủ, con sẽ cho cô gặp thêm một người nữa. Minh. Dạ anh gọi em. Cậu Minh này là do cô mua chuộc để hại con đúng không? Cậu. Về chuyện con muốn kiểm tra kho, vì có thông tin rò rỉ là có hàng kém chất lượng trong kho, là do cô bẫy con đúng không? Chuyện đó con biết trước rồi, nhưng mà con vẫn muốn hợp tác với cô để làm tròn vở kịch cho cô bày ra. Em làm gì đi chậm vậy, đi nhanh lên. Anh Quang à, em có chuyện này đắn đo, không biết phải nói với anh như thế nào nữa. Có chuyện gì mà chuyện gì để sau đi, anh phải vô kho kiểm tra. Không cần đâu anh, anh tới đó là mắc bẫy đó. Em nói cái gì vậy? Em sai rồi, em xin lỗi anh. Anh đã từng cho em 20 triệu để chữa bệnh cho mẹ em. Vậy mà bây giờ em lại vì vài triệu bạc của bà Dân môi chuột mà để đi hại anh. Ý em là hàng kém chất lượng này là vở kịch cho bà Dân dựng nên đúng không? Dạ. Bao nhiêu đó bằng chứng đã đủ chưa cô? Cô còn gì để nói nữa không? Nhưng với vị trí bây giờ của cậu thì cậu cũng chẳng làm gì được tôi đâu. Với tất cả những bằng chứng này, chắc chắn là ba con sẽ tin con. Ba cậu chắc chắn sẽ tin tôi, bởi vì ông ấy không thể nào tin một thằng con nuôi như cậu. Cô nói gì vậy? Tôi không tin. Không tin thì cậu cứ đi gặp ba cậu hỏi thử đi. Tôi còn được biết ba cậu đã viết di chúc và để lại cái nhà hàng này cho cậu Tuấn rồi đó. Nếu vậy thì cậu cũng đâu còn quyền để mà điều hành cái nhà hàng này nữa đâu. Cậu chỉ là con cờ để cho ba cậu phát triển cái nhà hàng này, và cậu cũng chỉ là con cờ để làm bàn đạp cho cậu Tuấn phát triển mà thôi. Rõ chưa? Cô nói dối. Tôi sẽ làm rõ chuyện này. Tôi sẽ nói chuyện lại với cô. Có chuyện gì không? Với tình trạng của ba bây giờ, mình chất vấn sự thật về thân thế của mình, liệu như vậy có nên hay không? Con có chuyện gì muốn nói với ba sao? Dạ, con chỉ định vô thăm ba thôi, không có gì đâu ba. Ba thấy thái độ của con hôm nay lạ lắm. Có gì cứ nói ba nghe. Ba, con nghe được thông tin là con chỉ là con nuôi của ba thôi. Chính vì con là con nuôi của ba, cho nên ba đã gạt con ra khỏi bản di chúc và để lại nhà hàng cho Tuấn. Ba ép con làm công việc bất động sản. Ba chỉ dùng con là con cờ để phát triển nhà hàng, có đúng không ba? Con à, ba xin đính chính một điều là con đã nghĩ sai về ba. Không bao giờ trong đầu ba có ý nghĩ và quyết định dùng con để làm con cờ để phát triển nhà hàng đâu. Con muốn nghe sự thật, ba nói cho con biết đi ba. Đúng, con là con riêng của mẹ con. Trước khi lấy mẹ con làm vợ thì mẹ con đã mang bầu với một người đàn ông, nhưng ông ta đã phản bội và bỏ rơi mẹ con. Ba là bạn học của mẹ con, ba thương mẹ con lắm. Một phần cũng vì ba muốn thừa kế cái nhà hàng của ông ngoại con, cho nên ba mới cưu mang mẹ con. Sao ba không nói sớm với con chuyện này hả ba? Tại sao ba lại giấu con hả ba? Ba không muốn giấu con, nhưng liệu nói ra sớm hơn thì con có trưởng thành và giỏi giang như hôm nay không? Ba có lỗi với con nhiều vì để lại cơ nghiệp này cho thằng Tuấn mà không phải là thằng Quang. Đối với con, việc được thừa kế tài sản hay không không quan trọng. Điều quan trọng nhất với con
là lời mẹ của con dặn con trước khi chết, là phải phát triển nhà hàng, là phải bảo vệ tâm huyết của ông ngoại bao nhiêu năm gầy dựng. Nhưng mà chị ba, vì sự ích kỷ của cá nhân ba, ba đã để nhà hàng rơi vào tay của người khác rồi, ba biết không ba? Ba xin lỗi con, ba có lỗi với con nhiều lắm Quang ơi. Con. Dạ. Chị... Kể từ ngày hôm nay, thằng Quang không còn bước chân vào nhà hàng này nữa. Ủa sao vậy mẹ? Con biết nhiêu đó là đủ rồi, không cần biết thêm. Trời ơi, thằng Quang không còn ở trong nhà hàng này nữa, vậy thì con quá dễ dàng để quyết định rồi. Thằng Tuấn là giám đốc cái nhà hàng này, con là vợ thằng Tuấn, mẹ là mẹ vợ của thằng Tuấn. Ông An thì lại bệnh sắp chết, coi như mẹ con mình thâu tóm toàn bộ cái nhà hàng này. Con ơi, thằng Tuấn nó còn nít lắm, nó lại mê nghệ thuật, nó không có biết cái gì hết trơn á. Trong khi đó mẹ con mình rất rành trong vấn đề kinh doanh nhà hàng. Nè, quyết định lấy thằng Tuấn đi. Mẹ, con yêu anh Quang. Cho dù ảnh có đang rơi xuống vực thẳm hay là ảnh trắng tay, con vẫn yêu anh Quang. Mẹ đừng làm như vậy nữa được không mẹ? Cái gì không phải của mình, cho dù mình có làm gì đi nữa, cuối cùng cũng bị quả báo thôi. Con điên rồi hả? Bao nhiêu cố gắng của mẹ bị con rũ bỏ như vậy hay sao? Mẹ đang trải một con đường màu hồng cho con đi, mà bây giờ con dậy ngược lại mẹ hay sao? Con trả ơn cho mẹ như vậy đó hả? Nếu được sinh ra lại một lần nữa, con vẫn muốn là con của mẹ. Nhưng mà là mẹ của 10 năm trước. Mẹ không toan tính, mẹ không tham lam, không tham vọng, mẹ không độc ác. Vân, cô dừng tay lại đi. Con đã biết hết tất cả thủ đoạn của cô rồi. Con còn điều tra được bây giờ cô đi làm quản lý nhà hàng cho đối thủ. Cô nghĩ làm sao bây giờ cô đi hợp tác làm ăn với bên đó vậy hả? Rồi cô tuồn hết tất cả các thực đơn và danh sách khách hàng quen thuộc bên đây, rồi tuồn thông tin cho nhà hàng đối thủ. Con giống như là đứa bù nhìn vậy đó. Cô nói cái gì con cũng nghe hết á. Cố tình in sai ngày tháng trong thiệp mời, rồi phá hỏng cái buổi tiệc rượu của anh hai con, làm cho anh hai con mất uy tín. Cô còn hỏi anh hai con nhiều lần nữa kìa. Ok ok, cứ coi như là cái chuyện mà tôi hợp tác với bên đối thủ á là có đi. Nhưng còn cái chuyện hại anh hai cậu thì sao? Cậu tự nghĩ coi, tôi làm vậy tôi được cái gì? Cô Vân à, nãy giờ cô đứng đây con chứng kiến cô với Ngọc nói hết trơn rồi. Nên á, mục đích của cô như thế nào con biết và Ngọc biết. Cô đừng có cố chấp mà chôn tranh che giấu tội lỗi của cô nữa. Mẹ ơi, quay đầu là bờ. Mẹ đừng có làm như vậy nữa. Những cái tham vọng, những cái giàu có, nó không có đi suốt cuộc đời mình đâu. Mà tình thương mới là đi suốt cuộc đời mình đó mẹ. Buông ra. Đừng có mà dạy đời tôi. Cuộc đời đúng là trái ngang luôn. Sao một ngày anh em ruột cái trở thành anh em cùng mẹ khác cha nào không hay. Anh thấy có gì đâu trái ngang. Cuối cùng anh em mình vẫn là anh em ruột mà. Anh nhớ rồi đó nha. Mỗi lần mà mẹ cho anh cái gì là em nhất định phải đòi cho bằng được cái đó. Mẹ vì thương anh muốn bù đắp cho anh, cho nên luôn đối xử tốt với anh. Cái ngày mà ba mẹ ly thân, mẹ dẫn anh đi, em khóc quá trời mà đâu dẫn em đi đâu. Đến ngày mẹ mất thì anh em mình mới đoàn tụ với nhau. Đừng nghĩ tiêu cực nha, nha đại ca. Mẹ thương em lắm đó, mẹ không ghét bỏ gì em đâu. Anh em mẹ thương như nhau, không hơn đứa nào đâu. Thì cũng chính vì cái điều mà mẹ thương em á, em mới hay tằng hắn, em hay đòi hỏi. Rồi cái thói quen nó hình thành trong con người em lúc nào cũng không hay. Lúc nào em cũng sợ tha thuốc anh hai. Cái tính trẻ con hiếu thắng ích kỷ của em, cộng với sự tác động bà Dân nữa, và thời gian qua em làm cho anh hai bị mang tiếng ảnh hưởng. Em thật sự xin lỗi anh hai luôn. Cái nhiệm vụ của anh em mình bây giờ á là phải cùng nhau hợp lực để gìn giữ và phát triển nhà hàng, hiểu không? Hiểu. Anh Hoàng, cảm ơn anh tới nhà hàng tụi em nha. Hôm nay đi mấy người, anh ngồi ở đâu? Không, hôm nay tôi đến đây là vì tiệc sinh nhật của con gái thôi. Nhưng gần đây tôi nghe rất nhiều tin đồn về nhà hàng cậu đã nhập thực phẩm kém chất lượng. Anh nghe em nói nè, anh lỡ tin tụi em rồi, anh tin cho chót đi. Tụi em cũng dại dột gì đem công sức và tâm huyết của ba em bao nhiêu năm ra làm hỏng hết. Nếu anh muốn chứng minh, em sẽ chứng minh cho anh thấy.
Đây là giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa mới được kiểm tra cách đây 3 ngày. Ở trong đây còn có những cái hóa đơn về những cái nơi mà tụi em nhập thực phẩm về nhà hàng. Toàn là những cái nơi uy tín và chất lượng, có tiếng ở trên thị trường. Được rồi, tôi tin anh. Dạ, tụi em cũng làm phiền anh quá. Chắc là mấy cái nhà hàng khác cạnh tranh cho nên họ mới làm như vậy. Vậy thì còn cái vụ tiệc sao anh hả? Vẫn vui nhé. Tôi chúc nhà hàng cậu làm ăn phát tài. Dạ, em cảm ơn Hoàng nhiều lắm. Cảm ơn anh. Được rồi, chào cậu nha. Dạ. Anh hai, giấy này giấy gì vậy? Em hỏi Ngọc đi. Anh Quang đã lường trước được sự việc này. Khi mẹ em bị vạch trần, mẹ em sẽ liên kết với nhà hàng đối thủ và hại chúng ta. Anh Quang đã mời Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đến kiểm tra và chúng ta có những giấy tờ này. Nếu mà Ngọc không nói cho anh biết chuyện này á, anh cũng nghĩ ra đâu. Anh hai, em thấy càng ngày á, anh hai với Ngọc á, ý tưởng cũng trùng hợp nhau. Nếu mà hai người đồng tâm hiệp lực á, phát triển cái nhà hàng này, em bảo đảm nhà hàng sẽ thành công đó. Anh hai, hay là lúc này anh tỏ tình Ngọc đi, để em kêu Ngọc bằng chỉ dấu. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, việc công là việc công, việc tư là việc tư. Chuyện tỏ tình là chuyện của anh liên quan đến em. Ê, như vậy là đồng ý rồi đúng không? Dạ, em chào chị dâu. Thằng chủ duyên quá. Ủa, ba? Dạ chú. Dạ ba. Chào các con. Ba, ba không được khỏe sao ba không ở nhà nghỉ? Nếu ba không được thì làm sao ba chứng kiến được cảnh anh em tụi con đoàn kết và yêu thương nhau như thế này? Quang à, ba rất hãnh diện vì con. Mỗi lần con bị hại, ba đã không biết hết lần này đến lần khác làm con bị tổn thương. Ba, con không thấy bị tổn thương gì đâu ba. Mỗi lần mà con gặp khó khăn á, con thấy con trưởng thành nhiều hơn. Nhìn các con hạnh phúc và vui như thế này, nếu ba có ra đi thì ba cũng yên lòng. Ba, ba, ba còn khỏe thế mồ, tự nhiên nói ra đi gì ở đây? Ba vui quá nên nói vậy thôi. Chứ ba phải sống, sống để nhìn các con được hạnh phúc. À, còn bản di chúc cũ ba đã hủy rồi. Ba hủy rồi hả? Ừ. Bản di chúc mới ba chia đều cho hai anh em con để điều hành. Ê anh hai, như vậy là anh hai có tiền rồi. Anh hai mới thực hiện lời hứa với em đó nghe chưa? Qua xin chị dâu em nè.